trước đây lúc mà em chưa có suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời á, thì em luôn cháy hết mình, làm việc hết mình để mình làm cho cái nghệ thuật, thì cái nghệ thuật nó luôn đứng đầu. Sau nhiều thứ xảy ra, xã hội nhiều biến cố xảy ra, thì bây giờ cái mà em có thể nói bây giờ luôn là cái mà em cố gắng nhất là cho gia đình. Bị sợ cái xã hội bây giờ, em chỉ muốn gia đình em yên thôi, rồi em cũng yên thôi, vậy được. Nói chung là em bây giờ rất khác em hồi xưa, khác nhiều, rất là nhiều. Ba mẹ em thì là cũng là người dân lao động bình thường thôi. Mẹ em thì buôn bán quần áo ngoài chợ, còn ba em là thợ làm cửa sắt, thợ hàng. Thì lúc đó là cả một tuổi thơ của em là em gắn liền với lại cái tiếng khoan, cắt, cưa, rồi mấy cái mạt sắt á, em đi em đạp mạt sắt suốt à. Nít mà đâu mang giày dép đâu, đi chân không mà người ta nói mà đạp sắt vô trong người vậy là có nguy cơ bị khùng. Em nghĩ giờ em không được bình thường là bị như vậy á, đạp suốt luôn. Còn đối với mẹ thì em có một khoảng thời gian là cả một tuổi thơ là em đi bán với mẹ. Sáng sớm trước khi em đi học là em sẽ đi dọn với mẹ là 4 giờ mấy gần 5 giờ sáng. Mẹ bán ngoài chợ hả? Dạ, mẹ bán quần áo. Em nhớ lúc đó là cứ mỗi một buổi sáng là mẹ sẽ mua cho em 1-2 trái bắp để ăn sáng, rồi hoặc là ăn bánh mì chấm với lại cái ly cà phê của mẹ. Ổ mì không, sáng là mẹ có mua một ly cà phê và em có một ổ mì không, em chấm hết cái ổ mì không em đi học. Suốt cả tuổi thơ đó của em luôn là từ cái chợ rất là nhỏ của bà Khen, và bây giờ nó đã phát triển thành một cái chợ rất là lớn là chợ Mỹ Quý, là mẹ em vẫn còn buôn bán quần áo ở đó. Có một cái đợt là em với anh vô tình gặp nhau trong chợ Mỹ Quý là em đang bán phụ mẹ ở chợ. Rồi lúc đó là em về em thăm mẹ rồi em bán phụ mẹ. Dạ, luôn. Lúc nào em về quê là lúc nào cũng ra chỗ của mẹ để bán tiếp mẹ, hoặc là em live stream bán đồ cho mẹ. Lúc đó thì Quỳnh Linh đi bán nước rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt xả ngay chỗ mẹ của em ha. Dạ. Bữa đó về đó anh cũng bán được mớ. Tại vì người dân trong chợ họ rất là thích những cái mà đông vui, sơm tụ, tiếp thị giống như vậy anh. Thích lắm. Cho nên là mẹ em cũng bu ra rồi xong rồi mới gặp anh đó chứ. Dạ. Mẹ em thấy buôn bán đồ này nọ có khuyến mãi nữa là mẹ em khoái lắm. Xong rồi ra xong rồi vô, con, hình như có anh Quyền Linh, anh Quyền Linh rồi ra rồi là em mới ra em chào anh á. Dạ. Ủa mẹ em bán đồ bộ, có khi nào em lấy đồ bộ vô mặc làm mẫu không? Trời, những cái sản phẩm mà em mặc đồ bộ trong những cái sản phẩm của em á là mẹ em tài trợ đó. Ủa vậy đó hả? Có một cái tiểu phẩm đêm chung kết của Cười Xuyên Việt, nguyên một vàng đồ bộ luôn là mẹ em gửi dưới quê lên. Tất cả những đồ bộ hoặc là những cái bộ đồ nào mà theo kiểu cơm lê trung niên mà em cần những cái kiểu nó hơi quê quê á là mẹ em gửi lên hết. Tức là mẹ em đồng hành em từ những cái bước đầu làm nghệ thuật luôn. Dạ không, những bước đầu làm nghệ thuật thì mẹ em không dám đồng hành chung với em. Vậy thì tại sao có con đường nào mà dẫn em đến nghệ thuật? Em nhỏ xíu, lúc em còn nhỏ xíu luôn. Ủa diễn cái gì? Lúc đó em nhớ là em xem cái vở kịch Ấm Cám của chú Thành Lộc và chú Hu Châu. Cái em coi xong cái em mê quá, cái em bắt chước em diễn theo. Thì lúc mà em diễn theo á, cái em ấy, không biết mình diễn được không ta. Cái đầu mình kêu mấy đứa nhỏ trong xóm ra, giờ mày ngồi yên đó mà coi tao diễn nè. Cái em diễn xong có nó mắc cười. Cái mình suy nghĩ, ôi vậy là mình có thể diễn cho người ta cười được. Vậy là chiều nào em cũng bắt mấy đứa nhỏ ra ngồi coi em diễn đúng vở đó. Em diễn lại vai của chú Thành Lộc là con cám với lại mẹ cám đúng một mình em thôi. Đi xung quanh cái lu nè, em tưởng tượng cái lu là cái giếng anh. Nhớ cái đoạn đó không? Dạ nhớ. Em diễn coi như cái lu này là cái giếng đi. Dạ. Em làm một đoạn cho anh xem nữa. Rồi, trên tay là cầm chén cơm, đậu đi ra. Nó cứ vậy thôi đó mà mấy đứa nhỏ nó cười. Ủa, rồi xong rồi cái mình cũng hát mà. Nữa mình cũng hát nữa rồi hát là bóng 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 bang 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 bóng 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 bang 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 lên ăn cơm vàng ý vàng cơm bạc nhà ta bóng bóng bang bang bóng bóng ý bang bang chở ăn cơm hầm cháo hòa nhà người ten 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 ten. Là đó là nó nằm trong ký ức của em luôn, là em diễn lại như là mình được diễn trên sân khấu. Anh thì thật ra cũng như em thôi, hồi xưa mình dưới quê mình chui lỗ chó đi coi lô tô nè, coi dạ. Cải lương nè, coi kịch này kia, thành ra mình mê cũng vậy. Từ từ đó nó xuất phát trong tim mình, tự nhiên mình mê luôn. Dạ, hồi nãy anh nhắc lô tô là em cũng chợt nhớ một chuyện luôn á, là hồi xưa em xém đi theo đoàn lô tô. Xém luôn á hả? Dạ, lúc mà em phát hiện là em có thể diễn cho mọi người coi á, cái tự nhiên mình suy nghĩ, trời ơi không lẽ mình diễn free cho tụi nó coi hoài được, mình phải thu tiền vé. Em mới bắt đầu
liên hệ với lại mấy chị lô tô á, mà mấy chị lô tô mới nhú thôi nha, chứ không phải là cái đoàn gì dữ dội lắm. Là trong xóm em, thật thì lúc đó trong xóm em có một vài anh nhưng muốn làm chị đó, là cứ giả gái rồi kia kia nọ, rồi mà anh biết lúc hồi xưa mà nó đâu có đủ điều kiện để mà người ta có thể sống thật với cái giới tính của người ta đâu. Nên là cứ tổ chức những cái buổi rất là nhỏ để diễn hát giả gái này nọ cho mấy người ở trong xóm coi. Thì lúc đó em đăng ký một tiết mục. Em nhớ cái khoảng thời gian nó là một cái chòi nhỏ xíu mà bằng lá thấp, mà có một cái đèn ở giữa nhỏ xíu vậy nè, mà cái trò nó nằm trong một cái khu nghĩa địa anh. Lên tiết mục của em chuẩn bị diễn rồi, quá phấn khích rồi, thu tiền vé mà 2.000 một vé. Từ xa em nghe giọng la thất thanh là mẹ em cầm roi chạy tới đánh đuổi về, không có cho diễn gì hết trơn á. Tại vì giống như kiểu đúng là người lớn là không có cho chơi với mấy chị á, sợ bị ảnh hưởng á. Em biết đọc lô tô không? Dạ có sơ sơ. Đâu thử đọc với coi. Con mây gì ra cờ ra mà con mây cờ ra, mây cờ ra. Ơi, ơi Lý chàng ơi, ơi Lý chàng ơi, em thương mà em đợi, con nước buồn tên câu hát Lý mong chờ. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sáo không về cánh cỏ mồ côi. Anh nhớ em nhiều sao phụ tình anh. Không có con số. Tình anh như nướng con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chưa có số chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắm chia đôi bờ, anh bên bờ em bên lỡ mong chờ. Vẫn chưa có số thường nghe câu mãi đẩy 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 con số 7. Kinh kinh. Kinh luôn hả? Mới con số kinh luôn hả? Kinh luôn. Đó là một ký ức cậu hàng triệu người luôn á. Dạ. Thật ra miền Tây á là nít nào cũng đi coi lô tô chứ. Dạ. Coi tới mức mà mê á, về xin mẹ tiền để đặt con số. Dạ. Hồi xưa anh nhớ là trúng mì tôm với lại cái giải thưởng lớn nhất á là một chiếc xe đạp. À. Đó là ký ức nhiều người lắm. Con mấy gì ra, mấy gì ra cơ ra, con mấy con mấy gì ra, mấy gì ra tìm em như thế tìm chim. Chim bay biển Bắc anh tìm mà biển Đông, tìm biển Đông dòng sông mà đa càng anh tìm biển càng như đàn chim bay. Năm 12 kinh kinh. Ngồi nói Hương Lập thì quá nhiều ký ức nó trở về ha. Dạ. Rồi sau đó bắt đầu em lên, làm sao em tiếp cận được nghệ thuật chuyên nghiệp được? Cái đó nó cũng rất là bất ngờ. Ừ. Tại vì ba mẹ hoặc là bên dòng họ nội hay ngoại của em á, không có ai liên quan đến nghệ thuật hết. Tự nhiên ba mẹ đẻ em ra và anh hai của em á đều có cái máu mê nghệ thuật, nhưng mà ba mẹ không có cho, tại không có niềm tin về cái công việc đó, nên là không có cho, nên là bắt. Bởi vì trong quá trình em đi học á, em tham gia nghệ thuật mà bị mời phụ huynh hoài. Ủa vậy? Ủa sao vậy? Dạ. Nếu mà tham gia cái gì mà mời phụ huynh? Khoảng thời gian học cấp 3 là em thành lập thành một cái nhóm bạn là quay phim ma trong trường, cho nên là bị mời phụ huynh. Mẹ em là nói là không có cho làm mấy cái này nó tào lao quá, cứ mời phụ huynh lên hoài là mắc cỡ, nên là không có khuyến khích con trai mình theo đường nghệ thuật. Tại vì thấy em là chuyện gùi bu tối ngày, anh không có lo học hành gì hết. Là cái vụ đó nó rình rang trong cái lứa tuổi của em ở dưới quê lắm. Nên là đến tay thầy cô là bởi vì á, chủ nhật á, thay vì người ta nghỉ học đi, không em không nghỉ học, em chui vô trong trường để em quay phim ma trong trường. Thì bị thầy cô bắt xong rồi mày phụ huynh lên mắng vốn xong xuôi hết thì em không quay trong trường của em nữa, em đi qua trường của người ta em quay. Thôi em qua trường khác em quậy luôn á, quậy trường khác luôn á. Mà theo kiểu rằng là mình mặc đồng phục trường này mình không thể nào qua trường khác được, nên là em mượn đồ của bạn em học trường đó để em mặc đúng cái bộ đồ trường đó, em vô cái trường để em quay. Em quay xong xuôi hết, âm thầm lặng lẽ hậu kỳ bằng một cái phần mềm hồi đó trong cái laptop gọi là Movie Maker, là phần mềm ghép phim căn bản nhất luôn. Em ghép được bộ phim 2 tiếng đồng hồ. Liên hệ một cái quán trà sữa, nó có cái màn chiếu gì nè. Cái bắt đầu cũng bán vé tiếp. Bán vé đơn cho tao vô coi phim. Coi xong xuôi hết, tay cô kêu công an xuống kêu tụi em luôn, rồi phê bình em dưới cờ luôn. Mà thực sự lúc đó em lì thiệt luôn á anh, em không hiểu lý do tại sao mà em phải làm cho bằng được em mới chịu. Chắc là có cái niềm đam mê đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì em xem cái trailer phim nha. Dạ, có trả lời đâu luôn. Có luôn. Cậu có tin trên đời này có ma không? Ma
coi xong trailer là mọi ký ức ùa về trong đầu em, nó càng ngày nó càng nhiều trong đầu em. Thật ra trong phim em không có đóng vai con người, em đóng vai con ma. Tại vì lúc đó em không có tự tin với cái nhan sắc của em nên em không có đóng vai con người. Cứ giả ma giả quỷ là em xông pha ra em làm. Em mua cái màu nước màu trắng á, em bôi lên người, em bôi mặt, lúc đó đâu có biết make up gì đâu. Rồi xong rồi là em ra mấy cái tiệm mà bán mấy mannequin nó mua bộ tóc giả bằng ni lông đội lên. Tóc giả đúng không? Dạ. Vậy là nó gắn liền với nghệ thuật gọi là thời thơ ấu của em. Bây giờ anh em đã ra mời em. Dạ. Nhớ gì bộ tóc này? Dạ nhớ chứ. Em nhìn cái bộ tóc này là coi như là cái bộ tóc này là một cái bước ngoặt em bước vào cái con đường làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Từ nãy tới giờ em kể với anh là những cái giai đoạn em theo kiểu là nghiệp dư ở dưới quê thôi, kiểu thích thì làm thôi. Nhưng mà cái bộ tóc này là nó xuất hiện khi mà em thực sự làm nghệ thuật chuyên nghiệp rồi, là nó gắn liền với em cũng 7-8 năm. Tại sao nó lại gắn liền với nghệ thuật chuyên nghiệp bằng cái bộ tóc này? Dạ, không giấu gì anh thì cái vai sở trường của em là vai bà già. Cái bà già cho nên là em phải đầu tư cho mình một cái bộ tóc giả dài, múi tiêu để mình đội lên nó ra được cái hình ảnh của một bà già. Nên là khi từ khi sắm nó xong là em thấy rằng là cuộc đời làm nghệ thuật của em nó có sự tiến triển rất là tốt. Giống như là cái tóc vía của mình vậy. Anh đâu có nghĩ rằng em già đâu mà em lại chọn cái vai này nhỉ? Em cũng không biết nữa. Tự nhiên khi mà em nhập vào vai bà già là tự nhiên em là một con người khác, nó không còn trẻ chung nữa. Em đội vào thử xem. Đội luôn á anh? Ừ. Chào anh Quyền Linh. Chào cụ. Cụ khỏe không? Khỏe chứ, khỏe cái ngồi đây chứ, không khỏe nằm nhà rồi. Trời ơi, cụ ơi, phúc hậu quá ha. Mài răng cụ hơi trắng, răng sứ. Cụ già rồi, không có răng nên làm răng giả nên răng sứ nó hơi trắng. Tại cụ xưa quýnh lộn nó văng cái răng ra. Dạ, không phải đâu, không phải quýnh lộn văng cái răng đâu, mà là xe tải tông văng cái răng ra ngoài. Nên xong rồi mới lắp cái răng giả vô. Cụ đi đâu mà xe tải nó tông chữ với cụ? Cụ đi ăn đám cưới với ba của cụ. Đám cưới vui lắm, về nhập viện luôn. Nằm cả tháng trời vậy đó, xong xuôi hết bay, hết hàm tiền đạo, đâu có răng đâu. Đó, cứ nguyên cuộc của tuổi thơ là đi học không có hàm răng cửa. Thật ra khi mà chúng ta thay đổi cái gì trên người ta thì chúng ta nhớ về những cái vai diễn đó đúng không? Dạ. Rồi sau đó mình thành lập nhóm. Nếu mà nói về nhóm thì khoảng thời gian sau khi mà em bước lên thành phố Hồ Chí Minh á, là em có thành lập một cái nhóm gọi là nhóm Jam TV. Mà cái cơ duyên nó cũng đẩy đưa lắm, chứ không phải là mình muốn thành lập là mình lập. Năm đầu tiên em bước lên thành phố Hồ Chí Minh là em thi trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà may mắn ông mỉm cười với em, mình chưa đủ thực lực nên là mình không đậu được. Nên là thi diễn viên trong trường sân khấu điện ảnh? Dạ không, em không thi diễn viên, em thi đạo diễn. Tại vì diễn viên lúc đó là đang đo chiều cao là 1m65 trở lên, mà em có 1m55 nên là không có đủ tiêu chuẩn đó. Nên em thôi bây giờ phải suy nghĩ một cái ngành nào đó, miễn sao mình có thể bước vào trường là được rồi. Nên là em thi đạo diễn sân khấu. Khi em thi đạo diễn sân khấu xong xuôi năm đầu tiên thì em không đậu được. Nhưng mà em năn nỉ ba mẹ là ba mẹ cho con ở thành phố Hồ Chí Minh đi, để con được tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, để con có thể phát triển hơn. Nên là em nói với mẹ, thuyết phục mẹ cho em học trường FPT Arena. Thì cái trường đó là trường thiết kế truyền thông đa phương tiện. Thì em vào trong đó em mới gặp nhóm Jam TV. Nhưng tại sao lại đặt là Jam TV, nó có ý nghĩa gì không? Dạ, cái chữ Jam ở đây á, là mình đọc mất cái dấu đi cho nó tiếng Anh, nhưng tiếng Việt là Jam. Jam TV với slogan là dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Với những buổi đầu tiên em thấy khán giả xem em như thế nào, đón nhận thế nào và những cái cảm xúc như thế nào? Thật ra thì khi mà thành lập cái nhóm Jam á, tụi em không có định hướng là sẽ mang cái clip đó đến cho khán giả. Và tụi em cũng không định hình là tụi mình sẽ phải làm những gì cho khán giả. Mà lúc đó chỉ là một cái clip kỷ niệm tụi em đi chơi với nhau thôi, là đi ở Vũng Tàu. Và xong rồi tụi em mới gom góp những cái kinh phí mình có được á, là tự sắm cái này, tự mua cái kia, mượn cái này, mượn cái kia để quay một cái clip parody mang tên là Mỗi Người Một Nơi. Lúc đó là chưa ai dạy em về những cái vấn đề này hết. Mà cái nhóm em lúc đó cũng không biết gì hết trơn anh. Mua cái máy chụp hình về xong rồi, ủa chết rồi, cái này quay làm sao trời. Là nghiên cứu mất cả một buổi sáng ở Vũng Tàu. Còn em cũng vậy, em tự make up,
tới makeup giả gái mà cũng biết phải makeup như nào thôi, cứ làm đại đi. Tới chưa đầu phấn nó chạy, nó mệt, không có cái gì kinh nghiệm hết trơn á. Thì khi làm cái clip đó xong thì chỉ hiểu kiểu là share nội bộ trường thôi. Thì khi mà mọi người ở trong trường thấy clip vui quá, rồi xong rồi mới chia sẻ rộng rãi hơn nữa, rồi xong rồi khán giả mới biết tới chút chút về tụi em, rồi tụi em có được nhiều cái lời khuyến khích á, kêu là hãy làm thêm đi tại vì thấy vui quá. Rồi tụi em cũng chơi tới luôn, sinh viên mà đâu có biết sợ gì đâu. Mà để có tiền làm đi là nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền để mà có tiền làm những cái clip đó. Mà lúc đó tụi em gan lắm anh ơi, miễn mà có cái bối cảnh là tụi em đi tới đó à, cũng không có kế hoạch gì trơn á. Ví dụ bây giờ những đoàn làm phim chuyên nghiệp á, tới cái chỗ đó mình sẽ biết địa hình địa lý như nào để mình chuẩn bị thêm đồ ăn thức uống. Còn nhớ tụi em không, giác mình không đi vô cái chỗ đó là thác Mai, nó không có gì ngoài cái thác hết. Có cái đợt đi thác Mai là em xém chết hụt ở đó nữa, xém chết đuối tại vì đâu có biết được cái địa hình thác nó kinh khủng như nào đâu. Nói chung là lúc đó tụi em ngây ngô ngờ ngợt và ngu lắm, không biết gì nhiều hết trơn á. Nhưng mà thôi, mình cứ cháy hết mình cho cái những gì mình làm, những gì mình thích thì mới có được những sản phẩm của Nhóm Giam TV của tụi em. Rồi sau cuối cùng là Nhóm Giam tan rã. Tụi em chỉ ngừng sản xuất thôi chứ không có tan rã. À, tức là ngừng luôn. Dạ đúng rồi. Lý do? Sau này khi mà các anh chị đã ra trường rồi, em cũng có định hướng riêng của em, thì mấy anh chị cũng có cái công việc riêng. Ví dụ như là có người thì làm trong những cái công ty sản xuất nè, hoặc là những công ty thiết kế, không còn thời gian để gặp nhau làm clip nữa. Chỉ có thể gặp nhau cà phê đi ăn thôi, nên phải dừng lại. Chơi thì vẫn chơi chung với nhau, rồi không có một cái định hướng nào sắp tới, bởi vì đó là một trong những cái bước đi đầu tiên của em trong nghệ thuật mà khán giả rất là nhớ luôn. Dạ. Và đó cũng chính là những cái nỗ lực, những cái bước đi đầu đời, những cái ý tưởng, những cái ấn tượng và những cái kỷ niệm không bao giờ quên trong Nhóm đó, đúng không? Dạ đúng rồi, đó cũng chính là lý do mà khán giả luôn nhận định là Quỳnh Lập là phải đi chung với Nhóm Giam TV. Ừ. Mà khi Nhóm Giam TV ngừng lại rồi, không lẽ Quỳnh Lập cũng ngừng luôn, nên là em bắt buộc phải đi riêng. Thì lúc đó là cái kênh Quỳnh Lập Official ra đời và có cái tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể đó. Ừ. Đó là cái sản phẩm để khẳng định cái con đường đi riêng của em. Không có một ý tưởng nào để chúng ta làm một cái dự án mới gì đó hả? Phí quá nha. Dạ thật ra phí thì cũng tiếc, cũng phí, nhưng mà mỗi người đều có định hướng riêng hết rồi anh. Người ta có công việc, có gia đình hết rồi, không thể nào mà bỏ thời gian trường kỳ để làm nữa. Ừ. Coi như tan luôn rồi. Dạ. Chứ đâu có còn làm gì nữa đâu, bởi dạ, không còn làm. Không ai có ý tưởng để làm lại nữa. Dạ. Anh có một cái món quà này dành cho em đây. Ủa quà nữa. Thật ra khi mà mở cái vali thì nó cũ kỹ vậy thôi, nhưng khi mở ra nó rất nhiều ký ức ở trong đây. Bây giờ anh sẽ xem một cái ký ức của em mà có lẽ em chưa biết đâu. Anh đọc nha. Dạ. Rồi cảm nghĩ em thế nào? Gửi chương trình du hành ký ức. Nhân dịp một luồng tin bí mật cho hay, Lập sẽ tham gia chương trình du hành ký ức về những năm trước, lúc chưa biết sợ trời, sợ đất, chỉ sợ không có tiền. Lúc là sinh viên nghèo vượt khó. Mình là Thư Lê, một thành viên Nhóm Giam TV. À. Nhớ về Lập là mình chỉ nhớ có một kỷ niệm mà mãi không quên, là Lập nó bị mù đường. Thật ra là hai chị em mù đường như nhau. Mình không còn nhớ là năm nào nữa, mà lâu lắm rồi. Hồi đó đó, Lập nhận đi làm make up cho bạn Bảo, bạn của Lập, để chụp hình. Lúc đó Lập hay nhận đi làm make up dạo lắm đó. Mọi người đừng bỡ ngỡ khúc này nha. Dù bây giờ coi lại thì hình thấy lúc đó make up nhìn cũng hơi ghê. Chứ cũng không mấy đẹp lắm. Lập nó rủ mình đi chơi với nó. Hồi đó cũng rảnh nên đi theo luôn. Lập đèo mình đi qua quận 7. Nó nói là đi tới cầu đỏ là tới nhà chị. Đi tới chút xíu à, và hai chị em chạy hoài chạy mãi. Rồi nó chở mình đi 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trời ơi, Lập cũng là một cái con người rất là năng lượng, nên khi làm việc với Lập cũng có rất nhiều áp lực. Vì tính chất cái công việc nên đôi khi Nhóm phải quay phim từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay mới xong. Nhận lúc đó tự làm hết mọi việc nên một người phải làm nhiều việc một lúc, nên khi quay được tới khuya là cảm giác không còn sức để làm việc nữa. Ai cũng đã rã rời, nhưng Lập luôn luôn có năng lượng, lúc nào cũng nhìn rất là tỉnh táo, khiến mình áp lực thêm, cũng lại có thêm động lực để làm tiếp. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình có thời gian quay về quá khứ
để lục lại những cái kỷ niệm tuyệt vời như vậy với Lập. Chúc Lập có thật nhiều sức khỏe để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Thư Lê. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Chị Thư ở trong nhóm Giam TV. Chị kể cái đó là ký ức nó ùa về liền luôn á. Rồi mới make up dạo, tức là em đăng, em cho anh ta biết em là make up rồi em đi make up ai thuê thì làm hả? Lúc đó là em mới bắt đầu tập tành trên con đường làm nghệ thuật của mình thôi. Nhưng mà không có nhiều cơ hội để mà mình có thể trải nghiệm á. Mà chỉ cần là nghệ thuật thôi là mình sẽ làm hết. Là em đi make up. Lúc đó là em có quen biết một vài anh quay phim nhỏ, mấy cái đoạn nhỏ. Thì mấy anh cũng liên hệ với em để em make up cho mấy anh quay phim, mấy cái quay phim đồ án nè, hoặc là những cái tiểu phẩm. Và em cũng make up cho những người chụp hình nữa. Cái thùng make up nhỏ xíu có nhiêu đây thôi mà em lấy giá phải chăng nên là cũng có công việc. Rồi ngoài cái make up đó ra em cũng đi làm ánh sáng luôn. Làm ánh sáng, hát sáng. Đó. Trong đoạn phim cái vị trí nào em cũng đã làm. Tức là mọi thứ để tồn tại. Dạ. Là mọi thứ để nuôi cái niềm đam mê nghệ thuật của mình. Dạ đúng. Và bắt đầu khán giả biết tới Lập nhiều là thông qua chương trình Cười Xuyên Việt. Dạ. Lúc đó cũng rất áp lực luôn. Là bởi vì đó là chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. Thì lúc đó là em thật sự là chưa là gì hết á. Mà em tham gia chương trình đó. Nên là người ta phản ứng với mình một cách rất là tiêu cực. Với những cái comment như là thằng này là thằng nào mà lại thi cái chương trình của nghệ sĩ. Hoặc là mày có tài cán gì mà mày lên sân khấu mày diễn chung với nghệ sĩ chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó em đọc xong em bị đau lòng á anh. Em bị đau lòng á là bởi vì anh biết mà cái tuổi trẻ mới vừa vào nghề á, nó sôi sục như thế nào, nó cháy bỏng như thế nào khi mà có một người đạp hẳn ngay chăng cái niềm đam mê đó của mình sụp rồi. Đổ. Dạ, lúc đó là em bị ức chế. Có bao giờ mình đứng ở trong cái vai trò là một khán giả xem mình lại, có bao giờ mình khóc, cùng khóc với nhân vật đó, cùng khóc với những khó khăn đó của mình đã trải qua bao nhiêu năm để được ngày hôm nay không? Nói thiệt với anh Quyền Linh là em ít xem lại sản phẩm của em lắm. Em tự ngại với bản thân em á. Linh thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một mình tất bật mưu sinh cơm áo gạo tiền rồi phải phấn đấu đạt được cái niềm đam mê của mình. Có bao giờ khó khăn mà em định là phải về quê, hay là trong những khó khăn đó mẹ có động viên, ba có động viên gì không? Thật ra những cái khó khăn trong quá trình làm nghề của em là ba mẹ không bao giờ biết. Em chưa bao giờ nói với ba mẹ rằng là con đang gặp khó khăn này, con đang bị thiếu tiền này, hay là con bị thiếu. Em không bao giờ nói những cái khó khăn cho ba mẹ em biết trên con đường nghệ thuật. Chỉ vô tình có một đợt thôi. Lúc đó là em đang quay một cái web drama Ai Chết Giơ Tay. Mà lúc đó là em chọn bối cảnh ở dưới quê, thành phố Long Xuyên của em á, để em muốn cho quê nhà của em được lên phim ảnh cho nó đẹp. Thì lúc đó ba mẹ em thức trắng bao nhiêu đêm thì ba mẹ cũng thức y như em như vậy. Thì thực sự lúc đó ba mẹ mới tự ba mẹ biết rằng là làm công việc này nó cực như vậy, chứ nó không có sung sướng như làm ba mẹ thường thấy em ở trên TV. Thì thực sự là lúc đó là em đang đứng quay vậy, là em nhớ đồng hồ là 4 giờ sáng. Em nhìn từ xa em thấy mẹ vẫn còn đứng ở đó phía sau ống kính. Cái em kêu mẹ ơi đi vô ngủ đi, mẹ vô ngủ đi. Cái mẹ em nói trời ơi có gì đâu, vui muốn chết mà còn ngủ gì. Mà em biết là mẹ mệt dữ lắm. Khi mẹ em lên xe trở về thành phố Hồ Chí Minh là em thấy ba mẹ em đứng ở phía sau xe, là ba mẹ em dụ nước mắt khóc. Là lần đầu tiên em thấy ba mẹ em như vậy luôn. Trước đây lúc mà em chưa có suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời á, thì em luôn cháy hết mình, làm việc hết mình để mình làm cho cái nghệ thuật. Thì cái nghệ thuật nó luôn đứng đầu. Sau nhiều thứ xảy ra, xã hội nhiều biến cố xảy ra, thì bây giờ cái mà em có thể nói bây giờ luôn là cái mà em cố gắng nhất là cho gia đình. Khi mà em đã nói chính xác là báo hiếu cho mẹ xong xuôi hết, là em buông hết. Em muốn một cuộc sống bình yên. Tại sao vậy? Tại em cảm giác bị sợ. Em sợ cái gì? Em bị sợ cái xã hội bây giờ. Em chỉ muốn gia đình em yên thôi. Rồi em cũng yên thôi. Vậy được rồi. Nói chung là em bây giờ rất khác em hồi xưa. Khác nhiều, rất là nhiều.
Em không hiểu lý do tại sao mà bây giờ mà cứ ống kính mà chỉ vô người em mà kêu em nói gì đó vui vui đi. Thực sự em không làm được. Em không còn làm được như xưa nữa. Hồi xưa em hoạt ngôn nè, hồi xưa em lanh lẹ nè, em có thể ồn ào. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cái miệng mình nó bị cứng lại, không dám nói gì hết. Tuy nó gọi là những cái đèn sân khấu lung linh, nhưng sau đó là một những cái nỗi buồn. Và khi ta trở về quê ngồi với mẹ, mình cảm giác bình yên đúng không? Quá bình yên luôn anh. Mình ngồi ở nhà mình ăn bữa cơm với ba mẹ nó cũng bình yên hơn rất nhiều nữa. Anh thích món gì mẹ nấu cho em? Em thích món cua đồng. Rồi bây giờ thì anh sẽ có một cái món này mẹ nấu cho em. Em chờ chút xíu nha. Đây. Ý trời, cua. Cua. Đó. Con cua mà em làm gửi lên đó. Em ăn thử coi. Trời ơi, giòn quá. Cái này là cua chiên giòn. Chiên giòn. Dạ. Mẹ em á, tới mùa nước nổi là mẹ sẽ làm. Còn cái món cua nữa phải có mùa. Ừ, có mùa. Mùa mưa đó. Mùa mưa đó là cua đồng nó rất là mập mạp. Dạ. Ha. Cái món mà em mà thực sự mà coi là thích, mà thích đến ám ảnh luôn á. Lên thành phố Hồ Chí Minh là lúc nào cũng thèm hết. Hỏi mẹ là mẹ tới mùa cua chưa, tới mùa cua chưa, để mẹ gửi lên cho em ăn. Cái vị của mẹ nấu không bao giờ quên được mà. Chẳng có món nào qua những cái món mẹ nấu, đúng không? Dạ. Và những cái món ăn mẹ nấu đây, những cái vị của mẹ nấu đây, nó sẽ đồng hành với chúng ta trong tất cả mọi cái chặng đường tất bật mưu sinh. Khó khăn cũng nhớ về mẹ để làm động lực. Vui cũng chuyển tải những niềm vui về cho mẹ. Và những cái gì càng gọi là khó là không dám nói với mẹ. Dạ. Đúng không? Dạ. Thật ra cuộc đời Quỳnh Lập á là nó... anh thấy... nó vui đó, tuổi thơ rất là vui. Dạ, nó hồn nhiên vô tư đó. Nhưng mà cái con đường nghệ thuật của em nó cũng trưng chuyên quá. Dạ. Nó rất là trưng chuyên luôn. Dạ. Để tạo nên một cái hình ảnh Quỳnh Lập người ta đáng nhớ thì Lập phải trả giá rất là nhiều thứ. Dạ. Và đến lúc này thì mình cảm giác rằng những cái gì mình đang đeo đuổi đó, mình muốn chuyển nó, chuyển hóa thành cái nào nó nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Em chỉ cần nó bình yên để mà mình có thể tiếp tục trên con đường công việc của mình thôi. Nếu bây giờ để viết về ký ức tuổi thơ thì em có một cái điều gì muốn nói không? Nếu mà nhắc về quá khứ thì em có một vài lời để gửi về quá khứ. Em có viết sẵn một lá thư cho chính bản thân em của quá khứ. Thì coi như là vừa là động viên ở quá khứ mà vừa động viên cho chính bản thân em của hiện tại luôn. Thương gửi ông, tôi là ông nè, nhưng là ông của tương lai. Tôi biết là ông đang ăn uống tiết kiệm để dành tiền làm clip mang tiếng cười đến cho mọi người. Tuy hơi khó khăn nhưng mà vui ông ha. Đó là cả thanh xuân của chúng ta. Ông thì đang tận hưởng cái thanh xuân quý giá đó. Còn tôi thì cũng không hối hận vì đã là ông, đã dành cả thanh xuân cho những sự khám phá, liều lĩnh, gan lì. Phía trước còn nhiều sóng gió lắm. Thuyền nhỏ sóng nhỏ, thuyền to thì sóng to. Ông hiện giờ chắc vẫn còn vô lo, vô ưu, vô tư lắm, không biết sợ gì. Còn tôi thì cái gì cũng sợ. Tính ra ông nhiệt quyết hơn tôi nhiều. Với nhiệt quyết đó, hãy cố gắng phát huy nha. Vì sẽ còn rất nhiều cơ hội và may mắn đến với ông. Nhiệm vụ của ông là hãy chinh phục nó, dù có khó khăn như thế nào. Rồi ông sẽ nhận được những thành quả tốt đẹp đến không thể ngờ. Nhưng cuộc sống không thể trải mãi những cánh hoa hồng. Cũng sẽ có lúc đinh gai sắt thép. Sẽ có lúc ông không còn thân với những người mà ông sẽ nghĩ là thân đến cuối đời. Ông cũng sẽ rất trân quý những cộng sự, những người bạn. Nhưng rồi họ sẽ phải phản bội ông một cách đau lòng. Cũng sẽ có lúc mọi thứ kinh khủng như trời sập và mất tất cả. Sẽ có lúc ông phải ngưng đi sự hoạt bát, lạc quan yêu đời để lớn lên và trưởng thành. Nhưng rồi sẽ không sao đâu ông nha. Mọi chuyện đến rồi sẽ qua. Mình ngã rồi mình cũng sẽ đứng lên và đi. Người ghét rồi cũng sẽ còn người thương. Sẽ luôn có một người ở bên cạnh để cùng ông bước đi từng bước. Ông cũng không phải là kẻ khổ nhất trên đời này. Ông sẽ kiên cường và vượt qua hết. Tôi viết lá thư này không phải để làm cho ông hoang mang,
mà để cho ông lời động viên tinh thần mãnh liệt nhất. Đừng đau lòng và đừng buồn như cái cách mà tôi đã từng buồn. Vì không ai hết, chỉ có tôi là người hiểu ông nhất mà thôi. Luôn khỏe, luôn vui vẻ và lạc quan, thương ông. Cảm động nha. Chỉ có mình viết về quá khứ của mình mới có những cảm xúc như thế, những cảm xúc rất là thật luôn á. Quý vị thấy không, đâu có đơn giản là quý vị cười đâu. Đằng sau nụ cười của khán giả là những cái phấn đấu, những cái nỗ lực, những khó khăn, những giọt mồ hôi, thậm chí là những cái đêm không ngủ như thế, hoặc là có thể là nợ nần chồng chất để tạo nên những tiếng cười đó. Nhưng với Quỳnh Lập vẫn còn những cái ước mơ, những khát vọng, và với Quỳnh Lập vẫn còn được rất nhiều cái năng lượng để Quỳnh Lập có thể cống hiến đến quý vị khán giả. Cảm ơn em rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mong rằng sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận những cái tác phẩm của em nữa, để khán giả được cười, được khóc, được đông đầy những cảm xúc cùng chung với những cái số phận của nhân vật em. Dạ, em cảm ơn anh Linh rất là nhiều. Và em cũng rất là cảm ơn chương trình vì đã tạo cái cơ hội để em ngồi đây để em chia sẻ, em tâm sự để khán giả hiểu mình nhiều hơn. Và qua những cái hiểu đó thì khán giả sẽ thông cảm cho mình nhiều và thương mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Du Hành Ký Ức.